rồi là những câu chuyện đậm chất chuyên môn trước khi vòng đấu 26 của V-League diễn ra. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách vui với tiền vệ Trương Văn Thái Quý, cầu thủ trẻ của Tân Vương V-League 2018 câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thật ra đấy, tài năng thì không thiếu nhưng mà chủ yếu mình có làm được hay không thôi chứ. Hiện nay thì Việt Nga đang có mặt tại Cabo Studio với chương trình khai cuộc V-League và hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho cầu thủ Trương Văn Thái Quý của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội một thử thách hết sức thú vị và ngay sau đây chúng ta hãy cùng khám phá đó là thử thách gì nhé. Xinh quá rồi, xinh dai quá rồi. Em thấy thế nào? Đây có phải là lần đầu tiên em trang điểm để chuẩn bị cho một buổi photoshoot không? Tầm 2-3 lần thôi. 2-3 lần. Hôm nay là thử thách chụp ảnh sẽ rất là khác đấy. Rất là khác so với những buổi chụp trước đây của em. Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Ok. Thực ra lúc đầu biết chụp cái ảnh này thực ra nó biết là nó khó rồi. Với con trai thì em chưa đi chụp mẫu ảnh bao giờ mà để tìm ra những cái kiểu dáng đẹp để mình chụp cho nó có những hình tốt nhất đó, thì nó rất là khó. Lần đầu tiên mà thấy một người chụp ảnh mà liên hồi một hồi 40 giây thì có tất cả những mẫu ảnh đẹp nhất. Em thì chắc cái này chắc kẹt quá. Làm cái gì à? Nó khó nhưng mà làm mới dễ. Em nghĩ đẹp nhất sẽ có một cái đẹp nhất là ngồi với chiếc ghế. Như vậy là chúng tôi vừa kết thúc buổi thử thách chụp hình ngày hôm nay và đó cũng là một thử thách hết sức thú vị đối với Thái Quý. Và các bạn hãy cho chúng tôi biết bức ảnh nào sẽ được quý vị và các bạn yêu thích hơn bằng cách comment trên fanpage Facebook của chúng tôi, On Spot. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!